Rồi, Việt xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay thì Việt làm clip để tổng kết một lô hàng rất là nhiều, có cái giá tốt cho anh em. Thì Việt sẽ báo giá từng đôi, và những cái đôi này thì hình ảnh Việt sẽ gửi qua Zalo cho anh em nha. Thì anh em xem chọn được đôi nào thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0963 721519, và Việt nhận ship hàng đi tất cả các tỉnh miền ngoài. Nói chung là ship hàng toàn quốc. Thì giờ hết tuần này, thì là hôm nay là thứ hai, thì giờ đến chủ nhật tuần sau thì Việt không còn ship hàng đi các tỉnh miền ngoài cho anh em nữa. Lý do là bên bưu cục vận chuyển người ta nghỉ, người ta không còn nhận hàng để vận chuyển đi vì Tết đến rồi. Thì nếu mà anh em nào muốn mua trễ thì chắc có lẽ là qua năm mới được. Thì từ đây tới chủ nhật thì Việt vẫn còn ship hàng được bình thường. Hôm nay có một số mặt hàng lo giá cả rất là tốt để chia sẻ đến với anh em. Thì đầu tiên thì Việt sẽ giới thiệu đến anh em, Việt sẽ giới thiệu từ đôi ha, và Việt sẽ quay lướt qua để anh em xem. Lo BMB 300W dòng chuyên karaoke bass 20, lo đẹp giá 4.300.000, và Boss 301 series 5 thì giá nó là 5.500.000. Và sạc Vin Vega lo của Mỹ Bass 30 VS120, đây căn đầy đủ hết nha, những cái lo đây là căn đầy đủ hết. Bass 30 giá của nó là 13.000.000. Và kế bên đây là đôi này là đôi MCS của Mỹ, đây là MCS của Mỹ Bass 25 chung đôm chép giấy, giá của nó là 5.000.000, tất cả thùng đẹp nguyên bản nguyên zin. Đây là đôi lo Jensen lo Jensen Bass 25 3 đường tiếng, tuy nhiên nó 4 lo. Thì anh em nào cần xem nội thất thì Việt sẽ cho anh em xem và hình ảnh Zalo. Thì đôi này có giá là của nó là đôi Jensen này có giá là 6.800.000, 6.800.000. Và đây là một cặp chép còi của hãng Fortep, có đường kính là 10 và trùng số seri luôn nha. Tại vì đây của hãng Fortep thì anh em là không cần phải bàn cãi gì rồi. Số trùng, tuy nhiên ở đây nó trùng cái số trên nè. 491288 01 491288 01. Đây là một cặp chép còi của hãng Fortep. Thì hãng Fortep là một cái hãng rất là nổi tiếng về những cái dòng loa mà toàn giải. Thì anh em cũng biết rồi, đường kính là 10 nha. Thì cặp chép này giá 2.500.000, anh em về anh em độ chế. Đó. Kế bên đây là đôi lo của Mỹ GSL Monitor 3.600, giá của nó là 12.000.000. Bass 30 ha. Đây là Bass 30 GSL Monitor, thùng gỗ lạng rất là đẹp. Rồi bên đây là đôi Pioneer E700 Bass 30 còi tổ ong 6 lỗ, hai vi tinh chỉnh, thùng gỗ lạng đẹp luôn. Giá của nó là 9.000.000. Và bên đây là đôi xăng xui SB 3200 Bass 30 chung tầm khoảng 14 và chép còi ở phía trước và hai chép còi trên nóc. Thì giá của nó là 13.500.000. Và đây là hai củ lo bass của Mỹ, giá của nó là 2.500.000. Không bao gồm phí vận chuyển, nguyên bản nguyên zin Bass 25. Rồi đây là thì Pioneer E700 mình có hai đôi ha, giá bằng nhau đều là 9.000.000. Và đây là đôi lo của Mỹ Avon Metro, thì đôi lo này ba đường tiếng Bass 25 chung đôm chép đôm, giá của nó là 9.500.000. Còn đây là đôi lo Infinity hàng là limited, cái này sản xuất có số lượng nha, rất là ít, chung toàn giải của hãng Philips Bass 30 chép điện, giá là 12.000.000. Thì ở đây là những cái đôi loa mà giá Việt niêm yết rất là tốt để cho anh em chúng ta sở hữu trong cái dịp mà Tết đến xuân về này. Thì anh em có ủng hộ Việt thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0963 721519, và Việt nhận giao hàng toàn quốc cho anh em.
cho đến là hết tuần này ha. Hết tuần này là hôm nay là thứ hai rồi, thì hết tuần này tức là chủ nhật thì bên vận chuyển họ sẽ ngưng nhận chuyển đi tất cả các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên các tỉnh ở trong miền Nam thì vẫn vận chuyển bình thường nha anh em. Các tỉnh trong miền Nam thì do đến ngày 22 âm lịch thì mới ngưng vận chuyển ha, mới ngưng nhận hàng. Tuy nhiên họ vẫn vận chuyển bình thường. Thì anh em nào có mua thì nhanh tay lên ủng hộ Việt nha. Thì Việt xin báo giá sơ lại nha. Lô BMW giá 4.300.000, lô Porsche 301 Series 5 giá 5.500, xe Vinrega VS 120 Bass 30 giá 13 triệu đồng, MCS Bass 25 3 đường tiến giá là 5 triệu đồng, lô Mỹ Jensen Bass 25 3 đường tiến giá là 6.800.000, GSL Molitor 3.600 giá của nó là giá của GSL Molitor 3.600 giá là 12 triệu đồng, BN E700 Bass 30 giá của nó là 9 triệu đồng, Sunsui SB 3.200 giá là 13 triệu đồng, và Advent Metro Bass 25 3 đường tiến giá là 9.500.000. Và em bên đây là em Infinity chung của hãng Philips giá là 12 triệu đồng. Thì ngoài ra thì còn hai cũ, một cặp cũ lo Bass 25 của Mỹ, viền vải tấm dầu gân giấy tổng hợp giá là 2.500.000, và một cặp chép còi của hãng Fortep giá là 2.500.000, đường kính là 10. Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video clip sau. Thì hôm nay việc báo giá một số mặt hàng để gửi đến anh em. Rất mong được sự tin cậy và ủng hộ của anh em. Cảm ơn anh em nhiều.